hello em xin chào cả nhà lại là em ý đây hân hoan chào đón cả nhà đã đến với kênh youtube của hoa lan như ý ở đầu cái video ngày hôm nay em ý sẽ lên một cái cây hát lai like tướng màu cam bông rất là to và bự luôn cho cả nhà mình cùng tham khảo và đặc biệt em rất là ấn tượng với cái cây này cả nhà bởi vì nó rất là to phải nói là cái độ to của nó kinh khủng lắm nha cả nhà và đặc biệt nó sẽ rất là thơm luôn cái mùi thơm của nó đã và dễ chịu lắm cả nhà cho nên là em rất ấn tượng với cái cây hắc lai túi màu cam này bây giờ em sẽ có một cái hướng ba lá chữ t để em chia sẻ cho cả nhà mình cùng sưu tầm nha rồi bây giờ em mời cả nhà mình cùng vào việc cùng xem những cái hướng mà em bắt đầu lên để chia sẻ cho cả nhà nha em sẽ chia sẻ một cái hướng đẹp nhất trong cái chậu hắc loài tướng này đó là cái hướng này nè cả nhà Cực bao gồm cái lá này và hai cái lá này vừa mới trưởng thành đây là một cái hướng chữ T màu cam Em chia sẻ cái hướng này là 1 triệu 2 nha cả nhà ơi 1 triệu 2 Anh chị nào thích siêu tầm cái hướng này Thì em mời cả nhà mình cùng alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0989 214 119 Hoặc cả nhà có thể lần theo cái số điện thoại đó, cả nhà kết bạn Zalo với em nha. Nói chung là mình có thể kết bạn Zalo cả nhà, nhiều khi nếu như mà mình không mua được thì mình có thể kết bạn Zalo để mình xem mình tham khảo, mình theo dõi em lâu dài. Khi nào mình cảm thấy được một cái mặt bông mà mình ưng, mình vừa bụng rồi mình mua cũng được cả nhà ha. Đây, hướng chữ T như thế này nó rất là lợi luôn cả nhà. Có nghĩa là tương lai của nó chắc cú rằng sẽ đi hai hướng rồi đó. Một cái chậu lan đi nhiều hay ít hướng gì. Ví dụ như mà em bán một cái hướng lan đi một hướng vẫn không bằng một cái hướng đi hai hướng cả nhà nha. Mà ngon nhất trong một chậu lan là những cái hướng đầu và những cái hướng chữ T như thế này nè cả nhà. Em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. Bông nó tuyệt vời lắm cả nhà ơi. Tiếp theo em sẽ có một cái chậu 134 đỏ một ba này thì em có ghim mặt bông lên màn hình Đây là một cái cây màu đỏ lưỡi rất là tròn và khuôn bông cực kỳ đẹp Cây này em chia sẻ một hướng như thế này là 1 triệu năm mươi ngàn Đây là một cái hướng đầu nha cả nhà đây là một cái hướng đầu Nó đen nhú măng như thế này Và tất cả là đều là nguyên zin hết Và cây này đặc biệt thân lá của nó rất là cao Đây em so sánh cho cả nhà xem Về cái chiều cao của nó với cây hát tướng đây là một cái cây nó đã cong rồi nha cả nhà Mà nó còn cao hơn cái cây hát lây tướng này Nếu như mà nó không cong thì em nghĩ chắc nó sẽ cao hơn gần 1 phần 2 đó Cây này bông rất là đẹp luôn và cực kỳ thơm Đặc biệt cây này bông rất là dày nha cả nhà Hướng này em chia sẻ là 1 triệu 2 năm Á lộn 1 triệu 3 50 ngàn thì về cái cây 134 này nếu như mà ai đã theo dõi kênh youtube của em Thì em chưa bao giờ em lên phải nói là chưa bao giờ đây là một trong những cái mặt hàng bông rất là đẹp và rất là ít có trên thị trường cả nhà một triệu hai năm một triệu ba năm mươi ngàn cho cái hướng 134 này cực kỳ thơm nó sẽ rất là thơm nha cả nhà ơi em mời cả nhà mình cùng lên đơn tại vườn em chỉ còn duy nhất một hướng này thôi mời cả nhà mình cùng lên đơn nha nói chung cơ hội để mình sở hữu những cái mặt bông đẹp thì rất là ít cả nhà phải nói là nhiều khi có tiền mà mình không thể nào mình tìm được cái cây mình ưng ý luôn á cả nhà những lúc có tiền á đó. đó cho nên là đây là cơ hội để cả nhà sở hữu được những cái cây lan đẹp như thế này bây giờ em sẽ lên một cực phẩm luôn cả nhà hắc tùng chớp nói về cái chậu hắc tùng chớp này thì em ấy mang đầy sự tiếc nuối bởi vì sao cả nhà biết sao đáng lẽ cái này là nó còn cái lá nè nhưng mà do hôm bữa thấy mình thấy cái cái móc nó cũ quá nó xét quá một phần là em cũng không thích cũ cũ với lại một phần thấy xét quá cũng sợ cả nhà sợ lỡ nước mưa nó, nó lên đây rồi nó nhiễu xuống lá em sợ cái cây bị bệnh á em thay mà cái kiểu như làm biến mà làm biến không xong làm xiên cũng làm xiên không xong á thay mà không chịu bỏ cái chậu xuống đất mà thay mà treo lửng lơ lửng lơ thay rồi nó rất cái bụp thế là xong nó gãy mất cái lá này cả nhà chứ đúng ra một cái chậu này là nếu mà cái lá này còn sẽ là ba lá là cả nhà là mình sẽ được một cái giá trị nó khá là cao nhưng mà do nó mất một lá thì bây giờ thôi em sẽ bán dạng như là mình chịu thiệt tí xíu á cả nhà một cái chậu hát tùng chớp rất là đẹp và cả nhà biết sao cây em bán này là cây rất cây xưa cây rất là xưa hồi xưa chứ không phải là bây giờ thái nó mới sổ ra đâu cả nhà cả nhà có thể đang để những cái cây hát tùng chớp cây nào mà cả nhà để thân nó cao mà nó mảnh á đó. đó là cây thái bây giờ còn những cái cây mà thân như thế này nè cái cổ lá nó mở như thế này nè đó cả nhà thấy không và cái lá nó, nó như thế này thì cả nhà biết đó là cây xưa thường thường những cái cây thái mà sổ được hát tùng chớp bây giờ á thân nó rất là cao mảnh mảnh chứ nó không có lùng lùng và nó không có to như vậy đâu đây là một cái chậu hát tùng xưa cả nhà nói chung là hàng hồi xưa em chơi lâu từ lúc em mới chơi tới giờ hàng chớp nè cả nhà thấy không đó em cho cả nhà xem cái mầm luôn chậu này em bán tổng hai lá một cùi và cả nhà biết sao một khi nó bị gãy lá như thế này nè thì cái mầm bên đây nó sẽ dễ, dễ rất là tức và nó sẽ rất là dễ lên 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 măng luôn á cả nhà em hai lúc trước em hay nói với cả nhà ngoài mà nhân giống cách lai da bằng cách tích tách chiết và ngoài cái cách mà mình bảo tồn mình muốn cho cây nó khỏe và nó mau lên mầm thì ngoài bằng cách tách âm á thì mình có thể làm bằng một cái cách như thế này là có nghĩa những cái thân già người ta có thể cắt bỏ cái phần lá đi cả nhà người ta chỉ giữ phần này cái phần thân của nó thôi tại vì sao tại vì một cái cây nó khá là yếu thì để có sức mà nó nuôi thân nuôi mầm và để có để cái cây mà nó không bị suy kiệt á thì người ta có thể bỏ phần lá cử như là để cho nó bớt nuôi một phần lại cả nhà nó bớt tiết đi một ít dinh dưỡng lại những cái phần đó họ nó sẽ để nuôi thân và nuôi mầm đó thì nó sẽ cây nó sẽ rất là nhanh bật mầm luôn những có những anh chị cô chú nhân cách bằng tách, cách giống cách nhân giống bằng cách như vậy đó cả nhà ví dụ những cái thân già cảm thấy nó quá yếu thì người ta sẽ họ bỏ bỏ bộ lá đi người ta chỉ giữ bộ thân thôi và cả nhà biết sao lúc trước đó, em bán cái cây hát tùng mà em rất là nhớ Em có bán cho một cái vị Cái anh kia Ảnh mua, anh gửi qua Mỹ cả nhà Có nghĩa là trước khi em gửi cho ảnh Là ảnh kêu em cắt hết lá đi Đợt đó anh mua hai thân cắt hết lá đi Giữ hai cái thân này cho ảnh thôi Tại vì vận chuyển qua bển nhiều khi nó cũng khá là khó khăn Thế em nghĩ là như vậy Nhưng mà tại vì cái cách chơi của người ta thì em không hỏi Nhưng mà anh chỉ nói là Tỉa cho ảnh một cách làm sao mà gọn nhất có thể cắt bỏ luôn cái lá cũng được là em đợt đó là em cắt luôn em gửi về cho ảnh xong bắt đầu ảnh gửi qua mỹ đó cả nhà em thì cái cái cái, cái, cái lúc cái quá trình mà vận chuyển gửi qua mỹ thì em chưa có gửi cho nên em chưa có biết nhưng mà đó là một cái cái cơ hội cho ta thấy cái mức độ mà người ta đam mê cách ly da rất là cao và rất là lớn luôn cả nhà thậm chí bên mỹ mà người ta còn ưng tại vì anh đó có một vườn cách ly da rất là đẹp luôn và anh đó là khách mối của nhà em đó cái đợt mà khách đi À, người nhà của anh bên mỹ về chơi thấy rất là ham nhưng mà đợt đó do có công việc đột xuất là bay liền cho nên là họ không thể mà đem theo một ít chơi sau này là mê họ mê quá là họ có điện về họ dặn anh đó là gửi qua cho anh một số hát tùng chớp là anh đó anh mua của em không biết bao nhiêu hát tùng chớp mà nói luôn á cả nhà đó cho nên là cả nhà thấy em cái mức độ và cái thị trường cách ly da bây giờ người ta chơi rất là nhiều chơi không những là chơi mà có thể làm kinh tế nữa đó cả nhà chứ không phải là chơi không nếu như mà những anh chị cô chú lớn tuổi chơi thì em đồng ý còn những bạn trẻ và các anh chị bây giờ đa số người ta chơi rồi người ta cũng sẽ làm kinh tế cho nên anh chị nào mà muốn lớn sân qua cái việc cách ly da này để kiếm thêm một chút ít thu nhập á, giúp hỗ trợ kinh tế gia đình á, thì cả nhà có thể inbox em em sẽ tư vấn cho cả nhà thật sự mà nói có thể inbox em nha nhưng mà với một cái mức độ cả nhà biết xong cách ly da này nó chậm nó chắc có nghĩa mình mua hai thân về mình muốn bán bớt đi một ít thì mình phải chấp nhận mình nuôi thêm một hai thân nữa thì nó sẽ mất một thời gian đó cả nhà nhưng cả nhà biết sao nó chậm mà nó chắc đó và em cũng thật sự là hôm nay em cũng tâm sự với cả nhà luôn cả nhà biết sao không tại vì nó cái cây hát tùng chớp này em mới nhớ vậy luôn cả nhà có thể lớn sân qua cách lai da em nói thật sự mà bây giờ hiện tại đang có rất là nhiều anh chị khách hàng của em lúc trước sưu tầm hàng ở nhà em và bây giờ em đã và đang xin chi chia lại rất là nhiều luôn nhưng mà có những anh chị đó không muốn chia tại vì người ta chơi và có những anh chị đã đồng ý chia lại và em cũng hiện tại em đang thu lại rất nhiều đặc biệt đối với hàng sưu tầm nha hàng tem thì em có thể nhập được thùng thùng số lượng thì em không nói rồi còn hàng sưu tầm thì có thể nhân giống bằng cách tách chiết đó cho nên cả nhà thấy không nếu như mà một khi họ mua cây ở nhà em sau này em đang nghĩ họ mua lại là coi như là họ sẽ cắt một phần đi họ bán có nghĩa cái phần còn lại họ để họ chơi coi như vốn chơi đó là vốn không đồng luôn á cả nhà và thật sự em cũng chia sẻ nhẹ với cả nhà cái kinh nghiệm chơi lai laser trên đây và cái kinh nghiệm mà mình kiếm tiền luôn cả nhà em biết sao nó cũng rất là ổn nếu mà so với kiếm thêm thu nhập một tháng vài triệu thì nó cũng khá là ok đó cả nhà bây giờ cả nhà ôm điện thoại bấm không nó cũng vậy à nó cũng không ra tiền thì cả nhà cứ ôm điện thoại mình có thể lân ba mình tìm những mặt bông đẹp mặt bông vip hoặc là những cái loại mà lan cắt lá sọc hoặc à, cả nhà có thể kiếm rất là ok thực sự mà nói để kiếm thêm một tháng vài triệu thì nó khá là ok đó cả nhà cả nhà cứ chơi lan rồi cả nhà này kia kia nọ hoặc là cả nhà bán không được thì cả nhà có thể nói em bán hoặc là nói em thu lại với một cái mức giá vừa phải mà hai bên đều có lợi thì mình có thể là làm rất là ổn định đó cả nhà cái cây cát lê da nó rất là chậm nhưng mà nó sẽ rất là chắc nha cả nhà ơi đó thôi mình vô vấn đề chính mình bán cây tự nhiên nói tới cái cây hát tùng chớp này cái cái mình nói liên thiên cái chậu hát tùng chớp hai lá một cùi như thế này em bán 3 triệu rưỡi thật sự nếu như mà em không vụng về em làm gãy cái lá này thì một cái chậu ba lá này nó sẽ tầm 4 triệu rưỡi tới 5 triệu quá cả nhà nhưng mà nó bị gãy và đặc biệt cái chậu này tất cả là nguyên zin và đặc biệt cái cây này là cái cây hồi xưa luôn chứ không phải cây mới sổ được bây giờ cả nhà cả nhà nếu như mà anh chị nào đã có hát tùng chớp rồi có thể lấy cái chậu này về và so sánh Làm xem cái cây nó khác thế nào nó sẽ lùng hơn đó cả nhà nó sẽ lùng hơn và nó không có cao và không có mảnh đâu thân nó sẽ u u như thế này nè rồi em sẽ làm video tới đây Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà nha Chúc cả nhà có một buổi trưa thật là vui vẻ Và thật là hạnh phúc bên gia đình nha Bye bye cả nhà Lính em nè cả nhà Cưng lắm á Bao nhiêu củ cải là giao cho nó quản hết đó cả nhà Thôi em tắt máy nha